Con gái khi nào đi dép cũng thò hết ngón chân ra ngoài và cái kết cười xỉu. Lấy từ quái một kia nữa. Lần đầu tiên thấy. Vừa đi đột nhiên chăm chỉ thì đang đi quét nhà nữa. Con nhớ cái bàn chân đây sao mà dẹp không? Cái chân đây, chân đây, chân trái. Đấy, các bạn ạ. Cái tôi khi nào đi dẹp cũng thôi, cả ngón chân ra ngoài là bị được. Quái không quái mới quái mà. Lấy chi con kéo cho anh. Nhưng mà cái dẹp nhỏ mà nó đi vô được trong được đây. Cười cái đó, cười cái này đi bộ đấy nhá. Con này con lấy được. Như chỉ con cắt đi. Thử vào thử lại lần nữa mà. Chị cười mà. Mà đang mới vô được thầy. Rạch luôn. Thôi chấp nhận rạch thôi chứ không thể lấy ra được. Mò nhá bộ. Xẻ luôn, xẻ thử luôn. Thì nơi đẹp đường cù đấy mà. Ui dạ, ui dạ, ui dạ. Máy dẹp người cù đấy chứ mà nó mất vốn được hay. Dẹp nhỏ hay. Ờ, thế chấp nhận ra rạch được. Quái nữa.